đồng nàng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Vui kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi nửa chung nhịp cầu. Nhịp cầu đưa em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ trang trang, gió biên man theo từng bước chân nàng. Đám cưới về trên thành đô, hôm nay trông chú rể thân là hiền, trao bông tai nhân cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên hoa. Quê tôi trai gái vui trong nàng, cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu. Hồi kia thăm mãi bên dàn trầu, mai sau đôi nửa chung nhịp cầu. Em qua bên sông, nhịp cầu đưa em qua phố đông, gặp người yêu bao năm ước mong, để uyên ương đẹp đôi vợ chồng. Theo anh về phố chợ thanh thang, trên con đường nắng đổ trang trang, gió miên man theo từng bước chân. Trao bông tai nhân cưới dây chuyền vàng, cô dâu xinh xắn bên họ. Huy hoàng tô thắm cho ngày vui, mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô dâu hiền nên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng nữa lại vừa đôi. Hoan viên nay họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bạc con ơi, nhà trai hăng hái bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền đâu, ta hát cũng sum vầy cho ngất ngây trời mây. Và hai đang nói với thầy Tám, coi ai tân năm mà này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Thằng đã tân cho rồi tôi với anh này mần xuôi. Ông xuôi đang nói với bà xuôi, dù với sẽ hiền xứng quá chị tôi ơi. Ngày
ngày hôm nay chuyện năm nhỏ nó xong rồi, nhất định cái chuyện tôi mình tính luôn chuyện chỉ với tôi. Trang an di tình vững bền, thương nhau trọn đời chung sức xây ngày mai, tương lai chung mộng ước đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng ngời, cho nhau môi mặt hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên với vơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Trời ơi, hôm nay vẻ đám cưới vui quá bà con ơi. Con râu xinh gái chú rể đẹp trai mừng quá trời à. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng nữa lại vừa đôi. Quan viên nay họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mới xuyên châu cao. Ô vui quá xá bà con ơi, nhà trai là hăng hái tình gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền đâu, ta hát khúc sùm vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy tám, tôi tân năm này tôi cưới luôn cho thằng sáu, anh tân cho rồi tôi với anh này mặn xuôi. Ông xuôi đang nói với bà xuôi, dâu với sẽ hiền xứng quá chị xuôi ơi. Ngày hôm nay chuyện năm nhỏ nó xong rồi, nước tiền cái chuyện tôi mừng tính luôn chuyện chị với tôi. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau trọn đời chung sức xây ngày mai, tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tin yêu sáng người, cho nhau môi mặt hương nồng, cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên ơi phơi. Sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan. Sinh kết duyên đôi mình, cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người chúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đàn. Dồn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xinh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Này khăn nông đôi tóc, này đôi guốc bông mới chiếc ngao dài, cài nhiều hoa xinh, mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc đám cưới mình thật đẹp như mơ. Kính thưa quý vị và các bạn trẻ trân trọng và mến mến, các bạn quý vị đang được trở về với giọng hát của nam sĩ Thái Tuấn cùng nhạc công organ tài tử Xuân Khỏe trở về từ thành phố Yên, đã mang lại niềm vui hạnh phúc đến mọi người ngày hôm nay với những bản remix mới nhất mang tên Đám Cưới Như Mơ. Chúc phúc cho cô dâu và chú rể kết tình trăm năm. Xin mời quý vị và các bạn cùng ăn trầu rơi nuốt thuốc và cùng trở lại với những tình khúc này. Xin cảm ơn. Nhạc sập sình, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng nguyên hương xanh đôi, để xa mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều vui như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc
chúc cho hai người phúc trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xinh tươi suốt cuộc đời, vẫn bên nhau như cầu với trầu. Này khăn đông đôi tóc, này đôi vuông tóc mới, chiếc ngao dài cài nhiều hoa xinh. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Mừng em nhé hạnh phúc, mừng anh nhé hạnh phúc, đám cưới mình thật đẹp như mơ. Anh sẽ vì em làm thơ tình ơi, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tao, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong nghề. Hoàng hậu về cáo sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đêm. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý,
và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chấm đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ai đón hai đứa chúng ta mà thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bên chú rể hiền xinh lứa lại vừa đôi. Quang viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, kìa kìa kìa, nhà trai hăng hái bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu mà lâu, ta hát khúc xuân dậy cho ngất ngày trời mây. Bà hai đang nói với thầy Tám, tôi tin năm này tôi cưới luôn cho thằng Sáu. Anh tin cho rồi tôi với anh đi làm xuôi ngang. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu với rể hiền xinh lứa thiệt vừa đôi. Ngày nay sum họp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xá làm vui. Sắc son nào vai tương lai chung một hướng đời, cho nhau niềm vui niềm tình yêu sáng ngời, cho nhau duyên mặn hương nồng. Xin thưa báo cáo với các cụ công các bà, đại diện cho họ nhà gái hôm nay có mặt con ngủ ở tại đây. Hôm nay là được sự đồng ý cho phép của các cụ gia đình nhà tôi, nhà trai dưới nhà, được sự thống nhất của hai bên gia đình. Hôm nay được sự ủy quyền của ông Khuyến và bà Đông, gia đình chúng tôi có sửa cái lễ ăn hỏi trước là để lái hết ra tiên, sau đó công tác lo chăm năm cho hai cháu của hai bên gia đình. Tôi đại diện cho nhà trai xin phép các cụ và gia đình họ nhà gái cử một vị đại diện của họ nhà gái nên lễ ăn hỏi, có đôi điều tâm sự chia sẻ của các cháu đến từng công đoạn một trong năm cháu. Cho nhau nụ hồng còn trinh nguyên vơi vơi, sáng năm cho đời một tin mừng, con cưng đầu lòng là một bé trai thật ngoan. Ôi vui quá xá là vui, ôi vui quá xá là vui. Báo cáo mấy các bạn hai bên hôm nay ngày tốt giờ đẹp, họ gia đình nhà trai có mang cơ dầu ăn hỏi và dầu tận cưới. Thay mặt gia đình bên nhà gái thì gia đình của tôi cảm ơn và xin chân thành nhận lễ gặp bà đến gia đình chúng tôi. Thay mặt gia đình con cháu được tốt là tốt, đưa các cháu về phòng tổ chức trình bày các cúc lên đầu nước. Các cụ của gia đình họ nhà gái như thế này thực tế ra mà nói là trong buổi hôm nay thì đơn vị của gia đình chúng tôi là có đại diện cho đầy đủ nội ngoại của chú rể. Thế mà hôm nay là rất đông, nhưng mà chúng tôi cũng không dám diễn giải báo cáo từng thành viên một, nhưng đơn vị chủ chốt tôi xin báo cáo lên các cụ là như thế này. Đây là ông ngoại của chú rể, còn bên cạnh của ông ngoại đây là ông chú nội của cháu rể. Chú rể tôi bác của cháu là trưởng đoàn đại diện tại nhà trai báo cáo với các cụ. Còn đơn vị của gia đình họ nhà trai chúng tôi đầy đủ các thành phần đại diện cho nội ngoại ba bề mười bên, đồng thời là các bạn thanh niên nam nữ cũng có đầy đủ làm thủ tục theo quy định tập quán của địa bàn chúng ta từ bao đời nay để hạ báo cáo với các cụ công bà này. Thế để tiếp theo với chương trình cũng như thế này, tôi cũng xin phép các cụ gia đình họ nhà gái là tôi cũng báo cáo luôn để tiện làm sao cho công việc
cho các cháu là hoàn tất trong công việc trăm năm hạnh phúc. Thế thì được sự thống nhất của hai bên gia đình, tôi đại diện cho nhà ca anh báo cáo luôn cái lộ trình là hôm nay gia đình tôi đến đây đi một chuyến nhưng có hai nội dung. Nội dung thứ nhất, các cụ gia đình họ nhà gái đã ghi nhận và chấp nhận cái nghi lễ ăn hỏi nhà chúng tôi. Thế xong công đoàn này, tôi thì cũng đã có nói có câu rồi. Lấy vợ, công việc đại sư này có rất nhiều công đoạn, nhưng làm như thế nào, gói gọn nhưng phải đầy đủ các thủ tục thành phần, không thiếu một động tác nào. Báo cáo với các cụ thế. Thôi thì đường xá không phải là xa xôi lắm, nhưng để tiện làm sao cho công việc cả hai bên nó thuận buồm xuôi gió, thế thì cũng được đồng ý, sự đồng ý của gia đình nhà cái rồi. Bây giờ gia đình nhà ca chúng tôi xin phép là quay trở lại Đan Mạch cũng làm những thủ tục để làm. Thôi thì báo cáo với các cụ cũng nói luôn là tổ nhân có câu rồi, con thờ khi có lành các cụ, con vẻ thì cũng em thì thôi, nhưng lấy vợ cho con trai cả một đời người, cho nên phải cẩn thận để tránh có cái này trẻ con nào con trẻ nó cũng không được vừa lắm trách cứ của các cụ và gia đình hai bên. Chúng tôi có công đoạn thứ hai là xin dẫn cưới luôn. Thì theo các cụ nên xong là còn nội trình như nào tí chúng tôi sẽ lại báo cáo tiếp ạ. Báo cáo với các cụ và gia đình họ nhà gái như này đã được sự được đồng ý và thống nhất rồi. Bây giờ vừa chúng tôi cứ tiến hành đi công việc này, công đoàn một đã xong, bây giờ đến công đoàn thứ hai công việc tất cả các cháu, cháu bây giờ thì để đảm bảo cho những thời gian và những chương trình mà trong ngày hạnh phúc của các cháu đó, gia đình chúng tôi cũng mời những người hôm nay đây là toàn bộ lễ dẫn cưới của đại diện cho những lẽ là vì cha mình nhận như là người đàn ông.
đã có lễ dẫn cưới, như vậy chúng tôi làm đầy đủ các trong ngày của con trẻ. Các ông xong tí tôi lại có ý kiến báo cáo tiếp. Trong cái chương trình của ngày hôm nay, trong công việc của Hạnh Phúc Cho Năm các cháu thì tôi cũng xin báo cáo với các cụ gia đình họ nhà gái như thế này. Tôi cũng như đã có câu nói là có thờ, có thiêng, có kinh, có lành, mà đã không xem thì thôi, không xem người ta phải theo đúng cái nốt đấy, tư tưởng nó bông bông, nó đỡ phải thanh thánh như nào. Đấy, chính vì vậy mà được sự đồng ý của gia đình, quyền của các cụ gia đình chúng tôi dưới nhà, để báo cáo với các cụ gia đình nhà gái là hôm nay là cái ngày lành tháng tốt, cho nên là các chú các cháu là nó phải cưới hai lần. Chính vì vậy mà hôm nay là báo cáo với các cụ gia đình nhà gái là xin phép các cụ gia đình nhà gái là cử các vị đại diện đưa cháu về như đấy, vừa là đăng ký theo luật hôn nhân và gia đình, vừa là đồng thời theo ở cái phong tục tập quán lốt tổ là có cưới dẫn đầu đón đầu để báo cáo với các cụ. Chính vì vậy mà những nghi lễ thủ tục gia đình chúng tôi đã sắm đầy đủ và báo cáo với các cụ gia đình gọi là gái đã chấp nhận, đã ghi nhận. Còn trong cái những con dâu này gồm có thì thôi nói gì nói ăn dầu phải dở dầu ra, báo cáo với các cụ là như thế. Thế thì đây là những phần nghi lễ thủ tục con dâu của gia đình chúng tôi, có cả những cái phần mà nói theo cái kiểu ngày xưa của các cụ là cũng báo cáo với các cụ là như thế. Thế thì những cái nghi lễ này cũng có đầy đủ cả, thì mong các cụ cử vị đại diện cho cả nhà gái nhận cái nghi lễ này. Ngoại hai bên của hai bên là nhà gái nhà trai, ngày lành thật tốt, và các nhà trai đã có hai chức mục, mục thứ nhất là thăm hỏi, thứ hai là sắp cưới và vui vẻ xin dâu của gia đình chúng tôi. Trước hết là cảm ơn và cũng chân thành báo cáo với các cụ là giới thiệu là vẫn chúng tôi là vẫn còn với vun đắp là nỗi ngoại nhiều quá, cũng là chỉ có giới thiệu với bà ngoại đó là trong Nghệ An nhà cũng bà ngoại ngoại Nghệ An nó hơi bị nhám ngoại là ra phần những cái đó biết được không? Ngoại Nam. Cảm ơn và cảm ơn nhận. Bây giờ là một ngày tục tập như thế này, mời mặt cho dâu và công việc mà hai bên đã có tiếng nói chung thống nhất rồi. Thời khắc mà gia đình họ nhà trai chúng tôi cũng đã ổn định rồi. Hôm nay mọi công việc đã ổn định. Thay mặt cho đoàn của nhà trai còn xin phép các cụ
và gia đình họ nhà gái và chúng tôi trở lại nhà để tiến hành tổ chức những việc ở đây, đây là những đây, đây, tiếp theo. Thế còn đây đây là cũng báo cáo luôn với các cụ và gia đình họ nhà gái là như thế này. Thời gian tổ chức tiến hành đại hỷ cho con trẻ là vào ngày mùng 6, tức là ngày kia. Thế thời gian mà khởi hành ở gia đình họ nhà trai chúng tôi nên đón dâu thì vào lúc 12 giờ 5 phút ngày kia. Báo cáo với các cụ là như thế. Thế còn về phương tiện thì cái này được sự thống nhất của hai bên gia đình rồi. Kiểu này là của anh nàng, của mang nàng, của nàng nàng sách ấy. Thế cho nên là các cụ cứ thông cảm cho nhau. Đây là phải nói chân tình, cởi mở và tất cả để tạo điều kiện công việc cho các cháu đó vật buồm, xuôi gió, xuôi sẻ, tránh có những cái nó. Cho nên đúng là tưởng cái ô ai ơ làm hết. Lúc ấy là cứ phải, là cái nội dung công việc phải báo cáo với các cụ luôn. Để hai bên ta cùng nắm được, cùng có tiếng nói chung, cùng lo liệu cho con trẻ. Phải không ạ? Thế bây giờ là báo cáo các cụ họ nhà trai và phái đoàn họ nhà trai xin phép để ta hành quân. Nó kịp bây giờ trên MT rồi. Rung trắng đêm trắng buồn hoa cau rung trắng sân nhà em mà hương cau ngát ngát quanh vườn trâu lá vẫn xanh tươi màu xin ai đừng để lá trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn khiết sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đang đang đình đang duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau tình đắm
duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến. Anh ấy để tôi có đôi điều tâm sự chia sẻ với anh là đúng cái. Thì báo cáo với con chủ tịch nước là để cho mọi người cái như vậy là cả hai đơn vị chúng ta đã làm hoàn thành nhiệm vụ cả đón cả đưa về an toàn tuyệt đối và khỏe mạnh tuyệt vời rồi. Những phần tiếp theo là quan tâm đồng nghiệp với các cô cháu luôn để sau này. Duyên ương đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cầu ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay ha 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 ha. Rạo rực tình yêu đôi lứa, tiếng hát ca vang lên chào